Rồi hai xin chào mọi người nha. Thì đây là hai đội bóng giữa đội bóng Tân Hà và đội bóng ở khu vực Đông Hà. Đã nhân dịp ngày lễ 30 tháng 4 1 tháng 5, kính mời mọi người cùng chú ý quan tâm và theo dõi. Mọi người xem được video thì mọi người cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để mình ra thêm nhiều video mới cập nhật cho tất cả mọi người nha. Mình cảm ơn mọi người. Như vậy các đội bóng áo đen của Tân Hà đang rất bóng tốt và mở hai pha tấn công trước khung thành của Đông Hà, tạo ra những pha sóng gió trước. Tổng tài chỉ dấu hiệu chúng ta tháo cái dây trong đường 60-50. Để cho bên ngoài chúng ta thấy lại nha. Thank you.
đồng với của đội Tân Hà. Như vậy là đội Đông Hà đã mở tỷ số. Ngay chính đầu tiên thì đội Tân Hà đã tràn lên tấn công, có hai cơ hội nhiều hơn nhưng đã không tận dụng được, và bây giờ đội Đông Hà đã ghi bàn thắng mở tỷ số đầu tiên cho trận đấu. Và bây giờ vẫn là số 9 đã rất chậm rãi qua được số 7 không? Không, như vậy là số 9 không qua số 7. Số 7 chuyển bóng lên cho số 6, vẫn là số 6 là có bóng. Không, như vậy là đã để bóng chạm tay, bóng được tay không phải là do bóng là số 8. Vẫn là số 8, không có một chiếc áo đen nào để làm hàng dài cả. Và được chuyển bóng rất là thoáng. Anh chơi vào khu vực 16 mét rất là nguy hiểm. Không, không chơi áo trắng nào chạm bóng được. Không, bóng này rồi, chiếc áo 8 bên là cánh phải. Anh đã qua, một chiếc áo đen. Không, anh đã không qua được số 6, bây giờ số 6 của đội Tân Hà đang bóng. Anh chưa là cái số 10, số 10 là bóng không. Bóng chạm một chiếc áo trắng ra ngoài như vậy rồi Tân Hà được hưởng quả nhắn viên ngay vào sân nhà. Và như vậy là đội Đông Hà hiện nay đang tạm dẫn với tỷ số 1-0 do cầu thủ Quân số 10. Với thời tiết nắng nóng như thế này thì các cầu thủ chúng ta không phải phân phối sức để chúng ta thi đấu tới 90 phút. Và bây giờ đang là những phút của số 1. Và số 6 của đội Tân Hà đang đi bàn rồi để nắm biên. Và đến số 13, số 13 chuyển lại ở số 1. Tân Hà đang có bóng với cánh trái. Không, như vậy là một hậu vệ số 5 của đội Đông Hà phải hạ bóng ra chỉ là phạt góc. Bye.
một
Và như vậy trọng tài đã thổi tới phút 45 phút thi đấu hiệp 1. Hiện nay tỷ số đang là 2-1 như một đội Tân Hà. Và chúng ta sẽ nghỉ 10 phút.